Tôi Nguyễn Đình Trường xin mến chào quý vị và các bạn và chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật vui. Hiện tại mình đang đứng là ở đình thôn 2 các bạn, ở xã Lại Yên quê mình. Cứ vào hàng năm ngày mùng 8 là tổ chức sáng thì rước thánh, chiều thì rước oản các bạn, rước oản ra chùa. Mời các bạn đi thăm một vòng rước oản ra chùa. Đấy, các cô gái là phải tuyển chọn nha các bạn. Một kiệu trước là hoa, kiệu đằng sau là oản các bạn. Thank you.
Thank you.
Thank you.